Ai đấy hạn gì đấy? Em đấy hạn gì đấy? Đấy em á. Cố một tí nha. Nhiều nhiều. Thế á? Ơ tại sao nhỉ? Ai bảo anh? Hay nhờ? Chẳng hiểu gì đâu. Thế bình thường báo thì ai báo? Tiền thì nộp đúng không? Còn vấn đề gì không thấy gọi gọi nộp tiền thì đến nhà gọi nộp tiền. Mấy cái loại chữ là có mấy cái tiền ở trong đấy hết mà. Đừng mình không được tham gia. Kiểu dạng đột ngột tiền nhưng không được tham gia ấy. Mình ngồi cái gì nhớ nhỉ? Dạ, tự ý thôi. Nếu trong thư là khu vương, không có khu vương, hay là thích. Mà tại sao nhà mình lại phải nộp của thôn trên này? Mình tham gia thôn trên này. Nhà này là thôn trên này. Các bạn mình đóng cái gì nhỉ? Thì người ta có loại chữ gì thì mình nộp hết tất cả. Thì bố mẹ vẫn nộp ở dưới, có sót ở đâu đâu thì em nói thức nào. Tại sao nhà mình cứ phải nộp hai thôn? Không có nhà ở đâu là phải bắt buộc phải nộp thế. Em biết rồi. Nhưng mà ý là nhà mình chỉ sinh hoạt ở một chỗ thì mình nộp một chỗ không được à? Nhìn một trên này cũng có hoạt động gì đâu, có tham gia có làm gì đâu, chả làm gì hết. Nói chuyện thế là đằng nào bố mẹ chẳng vẫn ngồi ở dưới kia đấy, ở dưới kia vẫn ngồi đấy, không bỏ rồi cả, nhưng mà vẫn ngồi hết dưới kia. Thì người ta không ép đâu, kiểu như nhà mình bao lâu ấy, mình mà mình không ấy thì mình được ở một chỗ thôi nhỉ.
Thank you.
Thank you.